Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Tỵ, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bạo Quang. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Bạch Lạp Kim ngày Tân Tỵ, tức chi khắc can, nghĩa là hỏa khắc với kim, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm Bạch Lạp Kim Kỷ Tuổi, Ất Hợi, Kỷ Hợi ngày thủ hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Tỵ lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục, xung với Hợi hình Thân, hại Dần, phá Thân và tuyệt Tý. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ. Tuổi xung trong tháng: tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao Phúc Hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Hoàng Ân tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc, sao Thiên Thụy tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hồng Sa xấu mọi việc, sao Thổ Phủ kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thủ Tử xấu mọi việc trừ săn bắt, sao Lục Bất Thành xấu đối với việc xây dựng, sao Câu Trận kỵ về an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Tý nên thận trọng và cảnh giác trước những lời mời hợp tác, đặc biệt là nếu có dính líu tới vấn đề về tiền bạc. Tình trạng làm việc quá sức ngày càng rõ ràng, cộng thêm với bạn tuổi Tý bị căng thẳng, ảnh hưởng nhiều tới thể lực của bạn trong ngày hôm nay, khiến cho tinh thần của bạn luôn trong tình trạng uể oải và thiếu đi sự tỉnh táo. Do đó, việc quyết định về đầu tư vào lúc này là không khôn ngoan với bạn một chút nào. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý cần phải quan tâm hơn tới nửa kia của mình. Nếu có vấn đề gì thì đôi bên nên cùng nhau bàn luận và tìm ra cách để giải quyết, chứ đừng nên để mệnh ai nấy lo, kẻo sớm muộn gì mối quan hệ của hai bạn cũng bị sụp đổ. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, thận trọng trước những lời mời hợp tác liên quan tới vấn đề về tiền bạc.
Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy nên giữ vững tinh thần cảnh giác để không mất tiền oan. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa tránh làm việc quá sức khiến cho sức khỏe bị suy giảm. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ không nên quyết định đầu tư khi tinh thần thiếu đi sự tỉnh táo. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc nên chia sẻ thẳng thắn mọi vấn đề với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 16, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này mang tới cơ hội lý tưởng cho bạn tuổi Sửu, đặc biệt là những bạn đang còn độc thân, nếu đang thầm để ý tới ai đó. Và với bạn tuổi Sửu, bạn đừng có ngần ngại nên chủ động ngỏ lời vì cơ hội thành công với bạn trong ngày hôm nay là rất cao. Tình cảm mà cứ so đo tính toán xem ai chủ động, ai bị động thì cơ hội sẽ trôi qua mất đó bạn tuổi Sửu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thực thần đỏ mệnh. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Sửu còn đón tin mừng về con đường tài lộc trong ngày hôm nay khá tốt. Nhưng bạn chớ vì thế mà sinh ra chủ quan, ngay cả khi bạn thành công thì vẫn hãy nhớ dành thời gian để trau dồi kiến thức, vốn hiểu biết để luôn trong tâm thế tự tin mạnh mẽ nhất có thể dù phải đương đầu với khó khăn, thử thách như thế nào đi chăng nữa. Ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh lúc này khá lý tưởng, tâm tính ổn định. Nhìn chung, đây là thời điểm để cho bạn tuổi Sửu có thể đưa ra những quyết định quan trọng khi trạng thái tinh thần của bạn đạt tới mức định tỉnh táo nhất. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội bày tỏ tình cảm với người mà mình thầm thương trộm mến. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, đừng có ngần ngại trở thành người chủ động trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tài lộc có tin mừng nhưng không nên chủ quan. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ nên dành thời gian trau dồi vốn kiến thức, hiểu biết cho mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, ngày thích hợp để đưa ra những quyết định quan trọng. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 45, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Dần nên tránh xa các vấn đề của người khác trong ngày hôm nay. Khi việc của chính bạn còn chưa hoàn thành thì đừng có lo chuyện bao đồng của người khác, việc của mình vẫn nên ưu tiên trước cái đã bạn tuổi Dần nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cơ hội để cho bạn tìm kiếm một công việc mới phù hợp hơn với bạn tuổi Dần nếu như bạn đang muốn thay đổi công việc. Và với bạn tuổi Dần, bạn cũng có thể có được những lời khen ngợi từ đồng nghiệp cấp trên nhờ những thành quả mà bạn đã xuất sắc đạt được trong suốt thời gian vừa qua. Trong ngày này, bạn tuổi Dần cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho thấy đối với những bạn đã có đôi thì trong ngày hôm nay sẽ có được quý nhân tạo điều kiện
cho nhiều thời gian ở bên nhau, hâm nóng tình cảm vốn đã phần nào có phần nguội lạnh theo những bộn bề của cuộc sống và thời gian. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy nên tránh xa vấn đề của người khác, lo cho bản thân mình trước cái đã. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa tránh lo chuyện bao đồng khi việc của mình còn chưa xong. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, người tìm việc có được cơ hội tìm kiếm được việc làm phù hợp. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, nhận được lời khen ngợi từ cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, các cặp đôi có được cơ hội hâm nóng tình cảm. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 44, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mão đang gặp ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Mão đón nhận nhiều tin mừng trong công việc. Có nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh nhưng đều được bạn tuổi Mão bình tĩnh giải quyết ổn thỏa đâu ra đó. Và bạn hiểu biết được lợi thế của mình này không phải sẵn có, cho nên biết tận dụng ngay trong cái thời điểm hiện tại. Và trong ngày này với bạn tuổi Mão, con đường công danh sự nghiệp của bạn cũng đang rộng mở, sẵn sàng, chỉ chờ bạn nhẹ nhàng bước lên mây mà thôi. Bạn là người đa tài nghệ nên đi tới đâu cũng được chào đón, là người tài năng hiếm có, thích ứng được với nhiều lĩnh vực và có được những thành công rất đáng tự hào nữa. Ngày này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, mang lại cho bạn có những điều may mắn trong chuyện tình cảm. Dù cả hai đều bận rộn cho công việc của mình nhưng luôn cố gắng dành nhiều thời gian ở bên nhau nhất có thể. Tình cảm của hai người nhờ vậy mà bền chặt, vững vàng và ngọt ngào hơn. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy đón nhận nhiều tin mừng trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa bình tĩnh giải quyết ổn thỏa các vấn đề bất ngờ phát sinh. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ biết tận dụng thời cơ đúng lúc để đạt được mục đích. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, con đường công danh sự nghiệp của bạn được rộng mở. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tình cảm lứa đôi được suôn sẻ, ngọt ngào. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 21, số 48, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu xanh rêu, màu xanh lục, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thìn có thể sẽ gặp nhiều áp lực trong công việc. Nếu điều này là do ngoại cảnh thì bạn tuổi Thìn nên học cách điều chỉnh để thích nghi, còn nếu như là áp lực do chính bản thân bạn tạo ra thì bạn nên cố gắng loại bỏ chúng ngay đi. Và với bạn tuổi Thìn, cũng bởi bạn đặt ra yêu cầu quá cao cho mình, cho nên không đạt được như mình mong đợi mới dễ rơi vào thất vọng và tự trách bản thân mình. Với bạn tuổi Thìn, khó lòng chấp nhận được hiện thực và có phần kém cạnh hơn so với kết quả mà bản thân mình từng nghĩ tới. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều đáng mừng là bạn tuổi Thìn luôn có thể chia sẻ những khó khăn trong công việc của mình với nửa kia hoặc là bạn bè thân thiết. Bạn cảm thấy hoàn toàn tin tưởng họ bởi họ là những người luôn chân thành và muốn tốt cho bạn mà thôi.
Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, công việc gặp nhiều áp lực nên tìm cách điều chỉnh để thích nghi. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, tự làm khó bản thân mình bằng việc đặt ra yêu cầu quá cao. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, thất vọng và tự trách bản thân mình khi không đạt được mục đích. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, khó chấp nhận được hiện thực kém xa so với bạn tưởng tượng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, chia sẻ những khó khăn với nửa kia và bạn bè thân thiết. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 50, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có kiếp tài nhập cục, và đây là điềm báo cho bạn đang có sự mất tiền hao của xảy ra trong ngày hôm nay. Tiền bạc trong nhà không có nhiều khi tài khí của bạn không tích tụ, khiến cho tiền có rồi lại đánh mất. Vòng tròn luẩn quẩn khiến cho bản mệnh đau đầu vì chuyện tiền bạc. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, thậm chí có người còn có thể mù quáng tin theo những lời mời lừa gạt của những kẻ không đáng tin cậy. Tiểu nhân chỉ chờ đợi bạn đến lúc bạn mất tỉnh táo để chiếm đoạt về tài sản, tiền bạc của bạn. Do đó, với bạn tuổi Tỵ cần phải tỉnh táo và sáng suốt trong những quyết định liên quan tới vấn đề về tài chính của mình trong ngày hôm nay. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có hỏa khí vượng, dường như bản mệnh đang hơi nóng tính với chính những người thân thiết với mình. Khi có điều gì đó không hài lòng, bạn dễ dàng to tiếng, trút giận lên những người thân mà không quan tâm tới cảm nhận của người thân. Những người thân thiết có thể sẽ không trách móc gì bạn, nhưng tổn thương sẽ khó mà xoa nhòa, tình cảm mất đi cũng khó có thể lấy lại được. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, cẩn thận với điềm báo mất tiền hao của. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, tiền bạc thất thu, tài khí khó bề tích tụ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, tránh mù quáng tin lời của những kẻ lừa gạt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, tiểu nhân lăm le lợi dụng sơ hở của bạn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, chú ý thái độ khi đối diện với người thân. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 25, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Tỵ Ngọ tương hội. Cái điều này sẽ làm cho vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay gặp được nhiều điều may mắn, thuận lợi, suôn sẻ. Và bạn tuổi Ngọ vì thế mà cũng đạt được hiệu suất tốt hơn trong công việc, không phải quá bận tâm, tất bật ngược xuôi nữa. Tuy nhiên, con đường tình duyên của bạn tuổi Ngọ trong ngày này lại có phần kiếm sắc khi bạn đang gặp tỵ kiên gây ra những mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Bạn cứ hay khăng khăng làm theo ý của mình mà không quan tâm tới cảm xúc của đối phương. Cái điều này khiến cho tình cảm giữa hai bạn bị rạn nứt là điều khó có thể tránh khỏi được. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, vẫn chưa quên được quá khứ, dù bạn đã từng tổn thương rất nhiều, nhưng bạn cần phải sống cho hiện tại, hãy để quá khứ ngủ yên, đừng có mãi đắm chìm trong những niềm đau cũng như là hạnh phúc đã qua. Con người ta phải biết nhìn về phía trước để sống một cách tốt hơn, đó mới là cuộc sống mà chúng ta nên hướng đến. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, vận trình được suôn sẻ, nhiều điều thuận lợi.
Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy đạt được hiệu suất tốt cho công việc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, tình duyên kiếm sắc, các cặp đôi có nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn đang còn độc thân, chưa quên được quá khứ, khó mở lòng một lần nữa. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nên nhìn về phía trước để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 30, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có tam hợp cục chia chở, giúp cho con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Mùi có được cơ hội thăng tiến rõ rệt. Và bạn tuổi Mùi, bạn hiểu rõ được mục tiêu phấn đấu của mình và không ngừng nỗ lực để có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Có điều trong ngày này, con đường công danh của bạn rộng mở thì con đường tài lộc của bạn lại có phần bị hạn hẹp. Bản mệnh đang bị thực thần chia mắt cho nên chẳng thấy được nguy cơ mà cứ đâm đầu vào ngõ cụt. Vốn liếng bỏ ra đầu tư vào nơi không xứng đáng cho nên đến cuối cùng tiền mất tật mang, chẳng được chút lợi lộc gì. Ngày này, bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ giúp cho mối quan hệ xã giao của bạn có nhiều điều kiện thuận lợi, nhiều dấu hiệu khả quan. Có nhiều đối tượng chủ động tiếp cận với bạn một cách đầy thiện chí. Bạn tuổi Mùi cũng cần phải mở rộng lòng mình để đáp lại bằng những tình cảm tương đương nếu có sẵn thiện cảm. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim có được cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy hiểu rõ mục tiêu phấn đấu và không ngừng nỗ lực để đạt được. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, tài lộc ảm đạm, dễ đâm đầu vào ngõ cụt. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, vốn liếng bỏ ra nhưng không thu được kết quả như ý. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, quan hệ xã hội được tốt đẹp. Đối với những bạn đang còn độc thân nên mở rộng lòng mình hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 56, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tỵ thân nhị hợp. Cái điều này sẽ tiết lộ cho bạn tuổi Thân sẽ được nhiều người yêu mến bởi sự thông minh nhanh nhẹn của mình. Bạn tuổi Thân, bạn biết mình phải làm gì trong những tình huống khác nhau để đạt được hiệu quả tốt nhất, nhờ thế mà khiến cho mọi người sinh ra thiện cảm với bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có chính tài trợ vận, cho nên bạn mệnh không còn quá lo lắng vì thiếu thốn về tiền bạc nữa. Nhưng chính tài chiếu mệnh cho thấy nguồn thu nhập của bạn vẫn đang ở mức ổn định. Chỉ cần bạn không chi tiêu quá hoang phí thì không cần phải lo lắng vấn đề gì quá lớn. Trong ngày này, bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn lại không được thuận lợi như ý muốn. Bạn mệnh khó có thể tìm được người để yêu thương nếu không hạ bớt cái tiêu chuẩn của mình xuống và để cảm xúc được lên ngôi. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy được nhiều người yêu mến bởi sự thông minh, nhanh nhẹn của mình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, giỏi thích nghi với hoàn cảnh và biết làm sao để đạt được hiệu quả. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, thu nhập được ổn định, tiền bạc không còn là nỗi lo. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tình cảm bất ổn, đào hoa ảm đạm.
Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, khó tìm được một nửa phù hợp nếu không hạ bớt tiêu chuẩn của mình xuống. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 12, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Bạn đang có được vận quý nhân chia chở làm cho vận trình của bạn tuổi Dậu, nhờ thế mà cát khí lan tràn, may mắn khắp nơi. Ngày này con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Dậu được vượng phát, bạn mệnh có được nhiều cơ hội để phát huy khả năng, năng lực của mình trong công việc. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu còn đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh. Cái điều này làm cho con đường tài lộc của bạn cũng được hanh thông, rộng mở, tiền bạc được dồi dào, chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Đối với những bạn kinh doanh, buôn bán, đầu tư thì trong ngày hôm nay làm ăn được thuận lợi, khách hàng nườm nượp kéo tới. Còn đối với những bạn làm ở văn phòng cũng có thêm được nguồn thu nhập phụ từ những nghề tay trái của mình. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Các cặp đôi nên học cách kiên nhẫn và nhường nhịn nhau hơn. Tranh cãi chỉ khiến cho mối quan hệ bị rạn nứt. Đừng có quá hiếu thắng mà khiến cho tình yêu trở nên phai nhạt, chỉ khiến cho cả hai đều bị tổn thương mà thôi. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, cát khí lan tràn, may mắn khắp nơi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, công danh sự nghiệp được vượng phát, có được cơ hội phát huy khả năng, năng lực của mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, tài lộc được hanh thông, tiền bạc dồi dào, cho nên thoải mái trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, buôn may bán đắt, khách hàng nườm nượp. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, các cặp đôi nên học cách kiên nhẫn, nhường nhịn lẫn nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 28, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tuất đang gặp hung thần là thương quan xuất hiện trong ngày hôm nay, đòi hỏi bạn tuổi Tuất cần phải mạnh mẽ và cứng rắn thì mới có đủ năng lực vượt qua được những khó khăn ập đến trong ngày. Bạn tuổi Tuất, bạn có thể buộc phải thay đổi kế hoạch vốn có của mình để thích nghi với hoàn cảnh. Và trong ngày này với bạn tuổi Tuất, nếu bạn có thể linh hoạt ứng phó, bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện không quá mức phức tạp như bạn nghĩ. Còn ngược lại, nếu bạn nhất quyết giữ vững tinh thần cố chấp của mình, và rất có thể bạn sẽ thấy khó khăn chồng chất, tình trạng này kéo dài sẽ gây ra, sẽ khiến cho bạn rơi vào tình trạng căng thẳng, có hại cho sức khỏe của mình lắm. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ. Đây là dấu hiệu cho thấy con đường tình duyên của bạn tuổi Tuất đang đón đào hoa nở rộ, tin vui tới tấp. Người đã có đôi có cặp sắp bước đến một nấc thang mới trong mối quan hệ của hai người, tình cảm càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình ở nơi không thể ngờ tới nhất. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, khó khăn ập đến, đòi hỏi tinh thần mạnh mẽ và cứng rắn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, buộc phải thay đổi kế hoạch để thích nghi với hoàn cảnh. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc,
Chỉ cần linh hoạt ứng phó, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, cố chấp chỉ khiến cho khó khăn thêm phần chồng chất. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, đào hoa nở rộ, tin vui về tình cảm ập tới. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 47, số 61, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng chanh, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Hợi rất có thể gặp phải nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm ngày hôm nay. Về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia trở nên trắc trở khi bạn đang có điềm báo có sự ngoại tình hoặc là có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hai bạn, dần dần tạo ra những khoảng cách giữa hai bạn. Trong ngày này với bạn tuổi Hợi, bạn mệnh cần phải vững vàng hơn khi đứng trước những cán dọ của cuộc đời. Tìm được một người thật lòng yêu thương mình là điều không dễ dàng gì có được. Hôn nhân là tòa tháp linh thiêng cần phải giữ gìn. Cuộc đời này, người có duyên có phận với nhau không nhiều và đừng có để đến khi đánh mất đi rồi mới biết quý trọng bạn tuổi Hợi nhé. Trái ngược với chuyện tình cảm của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này thì trong ngày hôm nay bạn lại đang gặp được ngày của chính quan giúp sức cho bạn, cho nên không gặp nhiều khó khăn trong công việc như trước nữa. Với bạn tuổi Hợi có được tinh thần trách nhiệm cao khiến cho bạn mệnh hăng say làm việc, bạn mong muốn đạt được vị trí xứng đáng với năng lực của mình nữa rồi. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, tình cảm rối ren, mối quan hệ có nhiều dấu hiệu rạn nứt. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, điềm báo ngoại tình, có kẻ thứ ba xuất hiện phá hoại về tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, nên giữ gìn mình đứng trước các cán dọ của cuộc sống. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, hôn nhân là điều linh thiêng và quý giá cần phải giữ gìn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, hăng say làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 23, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào lại.